Xin chào các bác. Hôm nay lại là thứ bảy cuối tuần rồi. Thì tôi vừa mới thấy một cái cây khế, một cây khế chua nhá. Một cây gốc sung rất to ở đằng cái bãi đất mà người ta bỏ hoang ở đằng kia nhá. Thì hôm nay tiếp tục chương trình đào cây cuối tuần nhá. Thì các bác hãy cùng tôi nhá. Thì xem cái hai cây này có gì hay ho nhá. Tôi sẽ đào nó về nhá. Em bị cưa đi mấy cái đồ ra kia rồi chuẩn bị đào. Đào nó chưa vắng ngày ngày nghỉ đấy, vãi
Em vừa mới make nó về đến đây mà mệt không thở được. Đấy, cái cây này mà nếu mà bán ngoài đường ngoài chợ thì chắc chả bao giờ em mua đâu, nhưng mà mình kiếm được mà thì nó cảm giác nó khác lắm đó. Các bác cứ thử như thấy được một cây mà các bác đào về trồng mình xem, cảm giác nó rất là khác so với mua một cây đẹp nhé. Còn mua cây đẹp thì em không nói nhé, còn để mà chơi mà kiếm được ấy, rất là quý mà hay. Còn về cảm nhận cái đẹp thì tùy mỗi người thôi. Đấy, thì em đang xem là trồng qua xem nó như thế nào. Ngộ thân ngộ bệ là xem như nào. Chắc chỉ cắt đi thôi, sau cho lớn được cái tay tán nào hay thì mình làm thôi. Kiếm được cái chậu mà chậu nó là vấn đề, đang có mấy cái chậu nhưng nó nhỏ, hơi nhỏ không vừa. Chung này nó rất to nhưng mà nó chưa già. Sau một hồi tìm kiếm thì kiếm được cái thùng là nhựa không ạ? Chỉ có cái này mới vừa thôi. Bác xem đi. Ôi, trồng tạm cái con này vào cái này. Rồi tính sau. Chứ bây giờ chưa có cái chậu nào. Được không bác? Nhìn có chấp nhận được không? Thank you.
cây sung này nữa, trồng nốt. Người bới nó ra để lấy cái máng kìa. Đấy, con này đâu nhá, con này vừa trồng này. Đấy, à, cái cây chuối mò mà em trồng này, sống này. Đấy, sung này, cây này rất lắm quả. Thank you.
chiều thành công. Như vậy là em đã có hai cây sung các bác nhá. Đấy. Cây này cực kỳ nhiều quả rồi, nhưng mà lúc em đào được em cắt hết đi vì cho nó sống. Đấy. Cây này thì đào được mấy hôm rồi, nhưng mà hôm nay tháo cái này ra cho cái cây mới nó vào nó vừa. Cây cũ rồi đánh sang đây. Đấy. Sau này mà có ra vấn đề gì thì chia sẻ với các bác sau nhá. Cảm ơn các bác.